Bánh này bánh gì? Sô-cô-la. Sô-cô-la hả? Sô-cô-la. Sô-cô-la sữa. Ngon không? Ngon. Con khoái ăn ngọt không? Dạ không, con khoái ăn ngọt. Ăn chút răng rồi nha. Có cả em. Rồi, con cười cái này. Cười. Cười thì cười, cười thấy răng ra nè. Cười thấy răng. Nè, đây. Đây. Nè, phạt nè. Thấy từng phạt không? Đây, con xá lại cái. Con xá lại. Con xá là xá rồi. Con xá rồi hả? Vô luôn phải không? Đi vô luôn phải không con? Cái này được hay không? Chưa có đi lần nào được. Đây là lần đầu tiên nhờ nhân viên mà Phật tử mời quý thầy cũng như là bé gia đình bé Tường Lam về Thảo Cầm Viên để xem lại những động vật mà mình yêu thích. Trong đây có rất là nhiều cái động vật. Trong đây có con gì vậy? Con biết con gì không? Rắn. Con bò sát hả? Bò sát. Sợ. Con bò ra cho nó mắt. Này gọi là con bò sát, rắn là tắc kè. Ồ, con trăm này con trăm này. Thấy bự không? Mua gì được Phật? Dạ dạ. Có chăn ngủ trong cái hang kìa. Hả? Ngủ trong hang. Ủa? Trong đây là cái gì đó? Không thấy con gì chưa? Con gấu. Con chanh đất. Chanh đất nè. Ủa nó nằm đâu? Ờ con chăn này sao mà khổng lồ nè Lam ơi. Lam con đứng đây nè nó đều bị nó gào hết rồi. Cho nên nó không cắn đâu sợ. Chứ là nó có cái tấm kiếm thì con đâu có gì đâu sợ. Quá. Quá. Nếu nó bỏ kia bị chút xíu nó con tưởng là Tường Lam dạ con đi tiếp tục con ơi nhiều con đi lúc nào chị nhiều hơn. Ủa cái chỗ kìa nó nằm trong đó nãy mình không thấy con gốc à. Nếu mà con này nó đột biến thì sao nó màu kỳ ta? Nếu nó mở cái kính ra ăn đi luôn á. Không phải sao đâu, con nó có cái tấm kính này không? Con biết con này con gì không? Con kỳ nhông xanh. Con kỳ nhông xanh đó phải không? Nè, con này nằm chân nè. Trời ơi, em ơi, em ngủ đi. Chị đâu có lận em đâu. Chị đâu hay ra mẹ chứ đâu gì đâu em ơi. Kêu ngủ đi hả? Còn cái này là cái con gì đây? Không thấy cái gì chân vậy? Nó nằm đâu rồi? À, nó trốn rồi. Nó trốn rồi hả? Không, nó đi vô hang rồi. Nó đang nằm vô đây nè. Nó đi vô hang rồi. Nó nằm bên cây kìa thấy không? Con trăng. Cái gì hết vậy? Nó đang chào con mẹ con rùa kìa. Hello. Nhìn thấy xin các người đã khởi niệm quy y Phật, quy y Thôi. Con đang đọc á. Con đang đọc á. Con đang đọc á hả? Con đang đọc luôn, tự nhiên cái lại cho coi Nhật Bình. Con rùa. Con rùa đó. Ở trong đó kìa, nó lắc đầu kìa. Nó chụp nó. À, bé Tường Lam phải không? Rồi vô chụp hình với đây. Rồi với mấy chị đi nè, mấy chị đi đứng ngay sát nó đi. Chào chị. Rồi đi, mấy chị vô. Mấy chị vô đứng ngay chụp cho bé đi. Đứng lên đây con đứng đây với chị đi. Nè hai đứa đứng sát bên. Đứng bên này một đứa đứng một bên này. Tường Lam đứng chính giữa. Đó, hai đứa đứng sát bên này, con đứng bên này đó, thấy chưa? Được chưa? Được rồi không? Dạ xin bấm không? Nè chú hướng đứng lên. Đó. Dạ. Ngồi với đồng phòng. Ở chụp với chị nè kìa. Em chụp với con kìa. Em chụp với con tắm kìa.
Rồi nắm tay chị đi, là chị, em con nắm tay em đi. Đó, ôm em đi. Rồi nhìn nào, nhìn máy à. Dễ thương quá. Đây là bạn tham quan cùng, đó, đây là đứa em tham quan cùng. Xin các người đã khởi niệm quy y Phật, quy pháp, quy tân, quy Phật không đội địa ngục, quy pháp không đội lạ quỷ, quy tân không đội xuất sinh. Ủa, nó nhìn con này kìa, nó nhìn con hồi nãy con nói kìa, hồi nãy con nói. Cái sao làm người nha? Sao làm người nha? Ủa, sao gọi nó không, nó không cắn đâu. Con ghi tâm kính rồi, con tâm kính rồi đâu cắn được đâu con. Ở đây, hết hồn. Cái gì vậy? Tưởng là con, tưởng đâu con cắn nó ngoài chứ. Tưởng ồ, cái con gì nó nằm trên đó vậy? Nó nằm trên nó, nó thấy không? Thôi đi. Alo. Alo, tỉnh ra. Ngủ mà tỉnh gì? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, Lam ơi. Đây, đây là em, đây em bé. Thương ghê vậy, nó không cắn. Dạ thương không, nó không cắn đâu, có tấm kính rồi nó không cắn được đâu. Ủa, đâu vậy? Đâu vậy? Nhìn nhận người bên không? Bánh này vậy? Có coi mà. Con có coi phải không? Có coi trên mạng con thấy phải không? Ở đâu vậy? Chị ra. Hết hồn hả? Ủa nó bưng bắt này luôn. Cho nhập mà bên này nó mở trời. Cho nó. Bạn ơi cho nó ngủ đi. Cho nó ngủ đi. Một bên mở bắt, một bên. Đúng rồi, không làm phiền. À. Con này đẹp hơn này. Này là Lam ơi, Lam ơi. Con này là Lam ơi. Ủa hồi nãy mình cái hâm ba đứa con này đúng rồi. Lam ơi nhìn nó kìa Lam. Đó, nó chào Lam đó. Hello với nó đi Lam. Hello. Hello em ơi. Kì nhông kì đà gì đó quá trời đi nè. Ê, hai con luôn. Nè, hai. Hả? Nè, con này nữa nè. Hiểu không? Dạ hiểu. Đi nhau hả? Ủa cái đuôi dài quá ha. Đúng rồi, đuôi nó dài không? Đây khi nào chụp đi? Ủa, nó hello. Cắn nhau kìa. Nhìn thấy không? Con gùa đó kìa. Con cá sấu. Bing, bing. Ok. Dê kiều. Ê trời. Sẽ xin nữa tí. Nếu mà xin. Trời. Con sẽ thích con nào nhất? À, con thích con mèo, con mèo con á. Con mèo hả? Mà ngặt cái là con mèo á là cái động vật nó rất là dễ kiếm, hầu như gia đình nào cũng có cho nên người ta không để trong này. Vậy hả? À, trong đây là hàng quý hiếm mà Lam ơi. Ủa cái này là cái gì? Ờ rắn, rắn, rắn Lam ơi. Con rắn hả? Nè, kìa trên đó kìa, con thấy không? Đó, đó đang đang bò trên đó, thấy không? Đâu? Thấy không? Nó con rắn nó trên đó. Hiểu, hiểu. Con thấy chưa? Dạ, thấy rồi. Rồi Lam thấy rồi, Lam rồi. Hả? Tưởng đâu gắn luôn. Đó, con này con gì? Con kỳ nhông hả? Con kỳ nhông đúng rồi. À, con hồi nãy đúng rồi nè. Đó, nè, đó, nó chào lắm, nó chào kìa, nó chào Lam kìa. Chào, chào, chào mất cái em nha. Chị đi đi. Nè, đây nữa nè, đây nữa nè. Thấy không? Con chưa bao giờ thấy luôn. Đó, đó, nó xấu lắm. Con chưa thấy con xấu thật hả? Wow. Thấy chưa? Dạ, thấy rồi. Thấy đầu nó rồi. Nhưng mà con có sợ cái xấu không? Con sợ lắm, sợ nó cắn. Sợ nó cắn không? Nó đang ăn gì nè Lam, Lam, Lam. Này con gì vậy Lam? Con gùa, con gùa. Nó đang ăn cây. Nó đang ăn lá hả? Ê, em ơi, em gùa ơi. Thôi em ăn đi. Cả chút xíu chị qua lại gặp em nữa nha. Con chưa đi bằng lần nào, giờ con mới được đi á. Hôm nay nhớ lại thích lại quay đây đi nhá, đến nhà chú. Động vật con sợ nhất là con gì vậy Lam? Dạ, là con cá sấu. Con cá sấu là con sợ nhất ha. Nhưng con hổ, nhưng con gấu nha. Ông năm chèo. Ông năm chèo con cũng sợ luôn hả? Ông năm chèo là con cá sấu, có năm cái chân. Có năm cái chân á. Ở dưới quê thì con hay nghe ông năm chèo ha. Dạ rồi, năm chèo ở dưới nước á. Ở dưới nước ha. Sợ ha. Mỗi lần con đi qua sông là con nghe người ta nói là ông năm chèo hay sợ ông năm chèo phải không? Con không sợ. Bởi là con hiền lắm. Còn những người nào hung dữ á, không biết ăn chay niệm Phật á, sát sanh á. Dạ. Mấy vô cái bụng mỏng á, vô bụng ông năm chèo á. Lần đầu tiên vô Thảo Cầm Viên luôn. Trước đây á thì thực ra thì trước đây con đã nghe Thảo Cầm Viên lâu rồi. À, nói là ở trên quận Nhất á. Thảo Cầm Viên nó thuộc quận Nhất đúng không? Là nổi tiếng lắm. Nhưng mà mình đâu có dịp vô đâu. Có nghe nói thì nghe vậy thôi chứ đâu có biết. Thì hôm nay là được đủ duyên lành được Phật tử mời vào đi cùng với bé Lam. Đó. Đấy, con biết con gì đây không? Dạ. À. Ủa,
Đó, bây giờ con thấy chưa? Giống như là con đang về một cái đồng quê nào đó. Con cho nó ăn này. Ờ, con cho nó ăn đi. Cái con này là con gì ta? Con hươu hả? Rồi, cho nó ăn đi làm. Rồi, thả đi, thả xuống đi. Rồi, thả đi đi, thả xuống. Thả xuống cho nó ăn đi. Đó. Thấy mẹ, nó ăn nè. Để nó ăn kìa. Ok, dạ, lấy một từng đống nha. Rồi, cho chị Hai bỏ vô đi, cho nó ăn đi. Thả cái lạnh xuống nó ăn à. Các những con vật ơi, tới giờ ăn rồi. Nè, tới giờ con ăn rồi. Sao? Tới giờ con cho nó ăn. Hồi nãy ăn đi, nó ăn nè, nó ăn nè. Đó, hết rồi. Vậy thôi, con ăn nhiều quá, nó mập quá. Cho nó bên đây đi, tụi nghèo nó chưa ăn hết chưa nè. Con chào thầy. Dạ. Cái từ từ thôi, chờ mẹ. Đúng rồi, chờ mọi người vậy chứ. Dạ, đúng rồi. Nó làm thấy không? Ở dưới đây là nuôi cá đó. Ở trên đây là những con hươu. Ở đây là con gì ta? Con hươu phải không? Nè, con mẹ hươu nè. Con hươu nè. Hươu vàng. Đây là mẹ. À, đây là mẹ phải không? Con bự này con mẹ phải không? Dạ. Còn đây là con nè. Đây là con hả? Ủa sao con biết vậy? Nhìn hay vậy? Dạ. Tại con nhỏ nè. Dập đi, dập bôi đi. Đó. Ồ, rồi, dễ thương quá. Ôi, dễ thương. Bắt tay luôn hả? Ồ, thân thiện dữ vậy ta? Trời ơi. Trời ơi. Tên là baby thân thiện đây đi. Ờ, dữ vậy. Ông không mất tay ông tự nhiên. Ờ, tội nghiệp ông hả? Ờ, dữ gì ta, thân thiện dữ gì ta? Con yêu người. Ai cũng mất tay chứ hả? Con yêu người hả? Mất tay luôn hả? Ờ, dữ gì ta, thân thiện quá vậy. Hello em ơi. Tất cả mấy em gán tôi nha. Để gán sao để hành ơi. Ui, em ơi. Ủa sao có hai cái con gió nó lạ vậy ta? Bà nó lạc bày vô đây vậy ta? Hai con em này là con gì vậy? Em ơi, nó nhìn con nè. Hồi nãy nó nhìn con nè. Nó nhìn con hả? Nó nhìn con á, hồi nãy nó nhìn con nè. Con này đâu, con nào nhìn con đâu? Cái con hồi nãy. Ủa nó đâu mất tiêu rồi. Ờ, bên đó nó giống khác ha. Dạ, đúng rồi. Em ơi, ủa. Em khỏe không? Em khỏe không? Em gán tôi cho thành người nha. Nhất trí, em nói em nhất trí rồi á. Rồi chung cái mặt nha. Em gán tôi cho thành người nha em ơi. Em gán tôi và còn kiếp sau cho thành người nữa. Chụp hình mày lấy cái này chụp hình cho coi. Chụp cái ông bơi coi, trời ơi dễ thương quá à. Nhiều lắm. Để quay đoạn clip như thế nào. Rồi, bữa nay gặp một vị fan hâm mộ. Bé Từng Lao. Rồi, đi con ơi. Có đẹp ghê luôn á. Cố gắng đẹp. Cho bấm đi. Cái này đừng có hít thở. Một cái thông điệp của Tường Lam. Gán tu cho được thành người. À, các con động vật gán tu thành người đúng không? Dạ. À, thầy giờ thầy đi kiếm những con vật nào đi. Ê, con nói con gì? Con thích con mèo kìa, con thích con mèo. Mèo ơi. Ủa con thích con mèo hả? Đúng rồi, thích con mèo mà. Đó, con mèo nè, đây là cái thế giới thế giới của con mèo. Ui, con mèo nó nhìn con nè. Con mèo nó nhìn con hả? Đúng rồi, con mèo cái giữa nó nhìn con. Chào đi, chào cô chú đi, chào. Con voi. Con voi nè. Con voi nè. Bóng bóng. Bóng bóng hả? Coi, con dạ. Con bóng bự nè. Làm thế chơi bóng bóng. Thế chơi. Con chỉ muốn bạn hỏi ra thôi được rồi. Có chụp không? Rồi. Rồi vô đứng chụp cho bé đi. Dạ dạ, dạ cứ chụp đi. Cười lên, cười lên. Cười lên, cười lên, cười lên xích bông bên đi để cho em. Rồi, rồi, rồi. Rồi con chụp hình với cô chú đi, tắm nữa đi. Nè nè. Chụp hình với cô chú nha. Nè nè nè, cô chú đây nè Lam ơi. Chào con. Rồi. 1 2 3 1 2 3. Nè nè, con hươu kìa nè anh. Cô cổ.
Thu cao cổ là làm. Đúng rồi, con không có cổ kìa. Con không có cổ. Mẹ ơi, chú mua cho. Ăn rồi, con cầm đi. Dạ, cảm ơn chú. Nè nè, qua đây con nè, con nhìn thấy rất là rõ nè Lam. Qua đây con nhìn. Nè, nó thấy không, nó cao ghê không. Có lần mai mốt mà đi về đó mẹ con kéo con. Mệt lắm, ẩm mệt lắm. Con này hay quá, cái này mình gáp được không? Mình tháo ra thấy vô nè. Ờ, hay quá ha. Con thích con lan không? Thì vào một cái vườn lan luôn. Phải cả trăm loại luôn. Mẹ chào rồi. Cháu đi ra đây, củ trắng đây nè. Có cái này con gì vậy ta? Con cọp, con cọp, con hổ. Hổ đâu? Hello. Hello. Em hổ ơi, em hổ. Em nghe tôi để cho kiếp này em được thành người nha. Em hổ á. Ok. Cái này nó làm kính dày lắm. Còn cái nãy trên kia kính mỏng lắm. Em đừng làm cho chị sợ nha. Chiều nay nó có thời gian rồi tập thể dục mà nó đi tới đi lui rồi kìa cô Giang thấy không? Xem con gấu. Chú ơi chú, vậy được rồi, đi xem con gấu nữa, đi xem con gấu. Kết luận lại, con này là con gì? Dạ. Con gì? Dạ, con hổ. Ủa, thấy không? Thấy gấu không? Thấy rồi. Ủa, cái da nó sao mà bị gì ta? Da nó màu đen. Nó nằm riết rồi là lông nó rụng luôn hay sao kỳ ta? Hả? Chung với thầy cho vui. Chung với thầy cho vui hả? Nắm tay thầy. Đi bên đây. Bây giờ con coi những con vật mà con yêu thích rồi chưa? Thấy được con. Con đây là thích, con gấu thích nhất là con mèo. Con mèo hả? Đúng rồi. Con mèo con á. Con mèo con hả? Dạ. Con mèo lớn. Mèo hồi nãy mình coi á. Con hổ màu vàng nè. Đúng rồi. Con hổ màu vàng với lại màu đen. Nó giống mình á. Mẹ có sợ, mẹ sợ. Xuống đây coi những con vật nè. Con tạm biệt nó chưa tạm biệt. Con đi theo nó đi, con đi theo nó đi. Em ơi, em tu đi rồi từ từ em sẽ thành người nha. Con khỉ hả? Nó làm sao đâu, con khỉ nó làm sao đâu. Con khỉ nó vậy đó, con khỉ nó làm sao đâu, nó vậy đó ha. Tao quay lại coi nó làm sao đâu, con khỉ đâu. Sao? Ê! Ủa, nó kêu lại đây nè. Kêu nó lại coi, con kêu nó lại coi nó lại không. Em khỉ ơi, em ăn chuối chưa? Ủa? Đang nó đang nằm cái gì á? Ăn chuối lắm mà. Sao nó nằm làm gì ta? Con đừng ơi, con này có biết ăn chuối không con? Con này có ăn chuối được không? Nó giống con khỉ quá à. Thì cũng dòng họ của khỉ. Đúng rồi. Ôi trời. Chưa thấy là con chó đâu. Con chó nãy giờ không thấy hả? Đúng rồi. Mấy cái con vật gì nó hiếm người ta mới đem trưng bày ở đây. Chứ coi những con mèo của chó là nhờ như là nó dễ quá. Thầy. Con thấy con ngựa chưa? Dạ. Đây này con ngựa nè. Con ngựa hả? Hello ngựa, hello em ngựa nha. Ủa? Em ăn cơm chưa? Em ăn hả? Nó đang ăn gì á? Nó đang ăn gì chứ? Không biết. Nó đang ăn kìa đầu đó kìa. Nó đang ăn cỏ. Nó đang ăn cỏ. Thầy, lên trên đây. Ôi chú Khoa đâu rồi? Đi đường này phải không? Đi đường này phải không? Đúng rồi, đi đường này đi. Con này con gì á? Con cáo hả? Con cáo tụi nghiệp nó rồi chứ không? Con hồ ly hả? Con cáo hay cá sói gì? Giống như con cáo vậy. Con cáo đấy hả? Con anh á hả? Không. Có con anh rồi. Con ăn không? Không. Có mà. Có không? Ủa con này có gì mà ngộ vậy? Nó nằm phơi mình lên gì vậy? Nó lật cái bụng nó lên gì kì kì ta? Dạ Lam, con ngồi kìa Lam. Con chồng, nó ngủ hay nó chết rồi? Con chồng. Rây cá hả? Hình như nó ngủ rồi sao á? Tụi nghiệp nó vậy? Nó ngủ rồi, cô Giang thấy nó thở rồi, nó thở rồi. Dư quá vậy? Em đẩy về nhìn yêu nha. Em đẩy về nhìn đấy yêu quá vậy? Ôi. Em ơi. Ôi giờ đấy. Đừng động tay một kính.
Em ơi, em đâu rồi? Gà lôi trắng hả Lan? Gà lôi trắng đẹp không? Dạ đẹp. Ừ. Đẹp là cái gì? Chỉ xanh khoan cổ. Con này con gì? À con chỉ. Chỉ sao? Chỉ, con chỉ. Con đây nè. Chị hướng, là mũi tên đó hả? Chị hướng gì hả? Ồ, hay quá ha. Con làm đẹp hơn. Con mệt chưa? Chưa mệt nữa hả? Vui mà, thấy vui. Con quá vui luôn hả? Con này vui quá, không mệt luôn hả? Con chuyển à. Con mệt chưa con? Con mệt chưa? Chưa luôn hả? Con nhìn thấy con vượn không? À, cái này con trà vá hả? Trà vá. Đây, con thấy chưa? Trà vá chân nâu. Con thích con này không? Ủa? Mẹ ơi, dễ thương như ta. Mẹ ơi, con nhớ nè. Gà đó rồi. Gà đẹp quá hả? Ơi, con khỉ. Đố con ở đây là có mấy, có tất cả mấy con? À, con gà là hai con, còn mà con khỉ là một con. Ừ. Mệt chưa? Chú có mệt chưa? À, chú cũng hơi mệt thôi. Con nhiêu tí rồi? Dạ, 26. Đi về bằng đường nào? Không đà, giờ đang đấy tìm. Nhìn nó nhìn. Lúc đầu là hứng, không lấy gì nhỉ? Quá biết luôn. Hay vậy thôi. Hay dưới chân. Dưới đầu này. Cảm ơn con nhé, hôm nay đã đến thăm bác chơi nhé. Hôm nào đến thì bác chơi nhé. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi chưa?